Nữ trưởng đoàn Malampang ủng hộ người nghèo tỉnh Nam Định. Bà cảm ơn Việt Nam, cảm ơn cổ động viên Nam Định đã cho biết thế nào là tình yêu bóng đá, tình yêu thể thao không phân biệt đội nhà hay đội khách. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi video của Ánh Sao Vàng. Chúc quý vị một ngày tràn ngập niềm vui. Quý khán giả thân mến, vậy là SEA Games 31 đã khép lại sau bao ngày tháng đong đầy cảm xúc. Ngoài những tấm huy chương, ấn tượng còn đến từ những khán đài đầy ắp cổ động viên cuồng nhiệt. Tất cả hòa mình vào không khí thể thao, hò reo cổ vũ nhiệt tình và nồng hậu. Trong đó, cộng đồng quốc tế vô cùng ấn tượng trước những trận đấu SEA Games diễn ra tại sân Thiên Trường. Người dân Thành Nam đã nhận được cơn mưa lời khen từ cư dân mạng vì sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ ban tổ chức và cách cổ vũ văn minh, nhiệt huyết của cổ động viên. Không khí cuồng nhiệt tại sân Thiên Trường Nam Định đã để lại ấn tượng với người phụ nữ quyền lực của bóng đá Thái Lan, Luan Phan Lam Sam. Sau trận đấu, bà ngay lập tức ủng hộ người nghèo tỉnh Nam Định 20 triệu đồng. Mặc dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng, thế nhưng phải thừa nhận rằng tấm lòng của bà dành cho bóng đá, dành cho những người hâm mộ là vô cùng cao đẹp. Những ngày thi đấu chính thức trong khuôn khổ SEA Games 31, các trận thi đấu được tổ chức trên sân vận động Thiên Trường luôn trong tình trạng chật kín khán giả khán đài. Trước đó, ban tổ chức sân đã đưa ra thông báo sẽ mở cửa miễn phí để phục vụ khán giả tới sân theo dõi các trận đấu tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31 được tổ chức trên sân Thiên Trường. Dù không phải bảng đấu có sự tham gia của U23 Việt Nam, nhưng với tình yêu bóng đá của người dân Nam Định thì các trận đấu diễn ra ở sân Thiên Trường đều đón nhận sự ủng hộ nhiệt tình. Khu vực khán đài dành cho cổ động viên Thái Lan cũng tập trung khá đông người dân tới theo dõi và cổ vũ. Sự đa dạng trong cách cổ vũ góp phần tạo nên không khí sôi động, náo nhiệt tại nhiều khu vực trên các khán đài. Không chỉ vậy, đây còn là cơ hội để giao lưu giữa những cổ động viên trong và ngoài nước để cách cổ vũ có nhiều sự mới mẻ. Sự trầm trồ của người đàn bà quyền lực nhất bóng đá Thái Lan đã lột tả được phần nào không khí lễ hội mà cổ động viên Nam Định tạo ra trên sân Thiên Trường. Trước đó, khi đến sớm để xem đội U23 Lào đá với U23 Singapore, một phóng viên Thái Lan đã cảm thấy khó hiểu vì sao người Việt Nam đến sân cổ vũ cho U23 Lào đông như vậy. Trong cả hai trận đấu mở màn của bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31, các khán đài đều không còn một chỗ trống. Ban tổ chức đã phải khóa cửa sân vận động. Rất nhiều người đã đến sân đành ngậm ngùi ra về hoặc xem trận đấu qua khay cổng. Không phải trận đấu có U23 Việt Nam, nhưng các khán đài luôn không ngừng tiếng hò reo cổ vũ. Chảo lửa Thiên Trường liên tục xuất hiện những đợt sóng người thôi thúc tinh thần chiến đấu của các cầu thủ. Các cổ động viên Đông Nam Á đều phải thán phục trước khung cảnh chật cứng tại sân Thiên Trường Nam Định, nơi diễn ra các trận đấu trong vòng loại bóng đá nam SEA Games 31. Trang fanpage ASEAN Football đăng tải hình ảnh sân Thiên Trường, đồng thời nhấn mạnh, thật là bầu không khí cuồng nhiệt, 30.000 cổ động viên có mặt ở sân Thiên Trường tối nay. Đây là kỷ lục mới về trận đấu có nhiều khán giả nhất tại một sân vận động trung lập trong lịch sử SEA Games. Dù Thái Lan vẫn được coi là đại kình địch của Việt Nam trong khu vực, tuy nhiên, số đông khán giả Thành Nam vẫn thể hiện sự yêu mến đến thầy trò huấn luyện viên Pongking. Điều này đã khiến nữ trưởng đoàn Malampang vô cùng bất ngờ. Tôi đã có 16 năm ở trong môi trường bóng đá và rất bất ngờ với sự nhiệt huyết cũng như thân thiện của các cổ động viên bóng đá Việt Nam. Tôi thích bầu không khí của sân Thiên Trường. Điều sau cùng của các trận đấu là gắn kết mối quan hệ giữa các quốc gia. Tôi nghĩ bóng đá có thể mang đến tình bạn giữa các nước, nữ tỷ phú xinh đẹp chia sẻ. Trân trọng sự thân thiện và mến khách của người dân Nam Định dành cho đội bóng đá nam U23 Thái Lan và các đội tuyển tham dự SEA Games 31. Chiều ngày 12 tháng 5, nữ trưởng đoàn Malampang Luan Phan Lam Sam đã ủng hộ quỹ vì người nghèo tỉnh Nam Định số tiền 20 triệu đồng. Bà khẳng định, sự nồng nhiệt của cổ động viên giúp các đội bóng chơi hưng phấn hơn dù chủ nhà U23 Việt Nam không thi đấu tại đây. Thay mặt ban vận động của quỹ, bà Nguyễn Bích Ngọc, Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã nhận món quà từ đại diện đội U23 Thái Lan. Cộng đồng mạng Việt Nam không khỏi xúc động, gửi lời cảm ơn đến vị nữ trưởng đoàn Thái Lan trước nghĩa cử cao đẹp. Cảm ơn tấm lòng của bà, rất tuyệt vời, cảm ơn rất nhiều. Tình cảm quý giá của đội trưởng nữ đội Thái Lan đã có những nghĩa cử cao đẹp với nhân dân Việt Nam. Xin cảm ơn và khắc ghi tình cảm quý giá đó ạ. Hãy làm bóng đá văn minh như Malampang và cổ động viên Nam Định Việt Nam. Một tình cảm thật đáng trân trọng và đầy ý nghĩa của người phụ nữ quyền lực nhất bóng đá Thái Lan. Cảm ơn tấm lòng của bà, Malampang.
Madame Pang sinh ngày 21 tháng 3 năm 1966, tên thật là Luan Phan Lam Sam. Bà là thế hệ đời thứ 5 trong gia tộc khét tiếng Lam Sam. Đây là gia tộc có xuất thân người Hoa, hiện là một trong những gia tộc quyền lực nhất Thái Lan. Là người trong gia tộc khét tiếng, hiện tại bà Madame Pang đang nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong kinh doanh, sở hữu ngân hàng Kasikorn và điều hành công ty bảo hiểm lớn nhất Thái Lan, Muang Thai. Bà từng học chuyên ngành Marketing tại Đại học Chulalongkorn, danh tiếng ở Thái Lan. Sau tốt nghiệp, bà tiếp tục học lên thạc sĩ, quản lý tại Đại học Boston của Mỹ. Sau khi nhận được bằng thạc sĩ, bà Madame Pang về làm việc cho công ty gia đình. Bà giữ chức chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Muang Thai Insurance. Bà được mệnh danh là bông hồng hay nữ tướng Lam Sam. Dù đam mê to lớn và tình yêu mãnh liệt với bóng đá và cống hiến hết mình, nhưng bà Madame Pang vẫn là một người nhạy bén trong kinh doanh. Bà là một trong những nhà nhập khẩu nhãn hàng thiết kế nổi tiếng vào Thái Lan như Hermès, Louis Vuitton. Là người nổi bật trong giới kinh doanh, xinh đẹp và tài năng, bà được giữ chức tổng giám đốc đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan. Sức ảnh hưởng của bà đã giúp cho đội tuyển ngày càng lớn mạnh. Bà từng chi đầu tư cho đội bóng khoảng 100 triệu bạt, 65 tỷ đồng để phát triển. Đến năm 2015, bà Madame Pang đã thành công đưa đội tuyển của mình tham dự World Cup nữ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Thái Lan đội tuyển nữ được tham gia vào World Cup. Là một người luôn quan tâm, ân cần, chu đáo, đồng hành ngày đêm cùng đội bóng với những đóng góp lớn lao tạo nên tinh thần vững, bà Madame Pang rất được lòng đội tuyển. Sau cuộc khủng hoảng kéo dài nhiều năm, bà Madame Pang được Liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT bổ nhiệm làm trưởng đoàn đội tuyển quốc gia. Mới đây, nữ doanh nhân Madame Pang, trưởng đoàn bóng đá quốc gia đã có những chia sẻ khi để thua trong trận chung kết SEA Games 31. Sau trận thua tỷ số 1-0 trước đội tuyển bóng đá Việt Nam, cổ động viên Thái Lan đã tỏ ra rất thất vọng tràn trề. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, bà Madame Pang đã khóc và nói: "Đừng vì thất bại ở trận đấu này mà đánh mất hy vọng với bóng đá Thái Lan. Tôi xin thay mặt các cầu thủ U23 Thái Lan xin lỗi tất cả những cổ động viên vì chúng tôi không thể giành huy chương vàng môn bóng đá. Đó là một huy chương rất quan trọng mà tất cả mọi người đều muốn giành được. Nhưng các cầu thủ không đáng trách vì họ đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng." Trên trang cá nhân, bà Madame Pang cũng đăng tải dòng trạng thái với nội dung: "Pang làm huấn luyện viên của đội tuyển Thái Lan phải xin lỗi tất cả những người không thể dẫn dắt đội tuyển Thái Lan để đánh bại Việt Nam trong trận chung kết này. Dù thế nào đi nữa, thua là thua, không có lời bào chữa nào. Với tinh thần công bằng, cao thượng quan trọng hơn thành tích, SEA Games 31 đã thực sự để lại ấn tượng tốt đẹp trong mắt bạn bè quốc tế. Là chủ nhà của SEA Games 31, Việt Nam đặt mục tiêu cao nhất là tổ chức đại hội thành công, tạo dấu ấn đậm nét về chuyên môn, sự công bằng, cao thượng. Khi bóng đá là tình yêu duy nhất, khoảng cách giữa mỗi quốc gia không còn. Khi bảng B không có sự góp mặt của U23 Việt Nam, các cổ động viên trên sân thiên trường vẫn yêu tinh thần chiến đấu hết mình của các đội bóng. Những người hâm mộ trên khán đài luôn sẵn sàng hô vang Lào, Thái Lan, Malaysia, Singapore để động viên cho tất cả các cầu thủ thi đấu máu lửa như trên sân nhà của chính họ." Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn tấm lòng của nữ trưởng đoàn Madame Pang đã dành cho người dân Nam Định. Chúc bà sức khỏe và thành công. Hãy chia sẻ cảm nhận và góp ý của bạn xuống bên dưới phần bình luận. Và video đến đây là kết thúc. Nếu quý khán giả thấy hay và ý nghĩa, nhớ thẳng admin một like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những thông tin bổ ích. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.